trả các bản tin nhanh 24/7. Nick Mai 300cc tầm trung của BMW phá đảo thị trường Đông Nam Á với mức giá cực sốc. C310A là sản phẩm đầu tay của BMW Motorrad hợp tác với TVS Moto. Mẫu Nick Mai 300 phân khối được lắp ráp tại Ấn Độ và đây cũng là mẫu mô tô đầu tiên của BMW dưới 600 phân khối. Ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2015, 2 năm sau, BMW C310A 2007 đã đặt chân tới Malaysia, cạnh tranh trực tiếp với chiếc Kawasaki Z300 ABS. C310A 2007 trang bị động cơ xanh đơn, dung tích 313 phân khối, làm mát dung dịch, phun xăng tử. Động cơ cho công suất 340 lực tại vòng tua máy, 9.500 phút, mô men xoắn cực đại 28 Nm tại 7.500 phút, hộp số sơ cấp. Chiếc nước bay của BMW tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, mất 7,8 giây. Mẫu xe này mang kiểu dáng là nước bay, là mẫu mô tô dưới 600 khối đầu tiên của nhà BMW. Pha đá rộng, bình xăng nhô cao, đuôi xe thì bút nhọn, sử dụng cái giảm sóc trước ống xe đầu, giảm sóc đơn ở phía sau, điều chỉnh 10 nấc, bản đồng hồ LCD toàn phần. Bộ kẹp phanh Rainbow, phanh đĩa đơn ở trước 300 mm, đĩa đơn ở phía sau 240 mm, tích hợp ABS trên hai kênh tiêu chuẩn, cặp vành đúc 17 inch. C310A phát triển tay lái mới, độ cao yên 785 mm. Mẫu Nick Mai 300 phân khối của nhà BMW nặng 158 kg, bình xăng có dung tích 11 lít. Theo kế hoạch thì BMW C310A 2007 sẽ được bán ra trong tháng 8 này, mức giá là 6.300 USD. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hãy like tiếp, nhớ like, share, subscribe.